Em chỉ cần qua sớm hơn một xí nữa thôi là chị làm cho em cái mặt lung linh về quà ăn Tết. Nhưng mà hôm nay không sống đâu, hôm nay chị Dung cài kỹ lắm, về láng nhiều lắm, khỏi lo lắm em. Rồi mà chịu khó thì chị lấy kỹ thôi.
Như kêu bông hồng chị cái thủy đông á.